Thì nhìn vào một số những tài liệu on-chain đi các bạn thấy được là để thường refresh những trang này lại Thì trước hết đây là cái tài liệu liên quan tới cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra Thì trong cái tình hình mà giá cả tăng trưởng đó thì tình hình trên on-chain như thế nào Trên những sàn dịch như thế nào Thì các bạn thấy được là tình hình đó là ngày 21 tay ngày hôm qua Thì chúng ta có thêm một chút Bitcoin lên trên sàn sau so lúc ra là khoảng 4.514 Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là cây thanh mà màu đỏ này đó so với những ngày trước thì cũng không có cao là bao nhiêu cho nên tình hình tuy là giá cả có sự hợp phục 24 giờ qua nhưng mà không thấy cái tình hình là nhiều người là nhiều người đẩy Bitcoin lên trên sàn kế tiếp chúng ta nhìn vào đây là tài liệu liên quan tới còn bao nhiêu Bitcoin cho những sàn giao dịch đó, thì các bạn thấy được là ngày 15 tây tháng 7 đó cho đến ngày là 19 tây 18 tháng 7 đó thì từ 15 tới ngày 18 chúng ta thấy được là có cái dấu hiệu là đường màu đỏ này tăng lên nghĩa là chúng ta có thêm Bitcoin lên sàn trong vòng 3 ngày đó nhưng mà trong vòng 2 ngày qua thì lại có xu hướng đi ngược cho xuống có nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng cho đường màu đỏ này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, ý tôi muốn nói đây đó là khi nhìn vào Bitcoin chúng ta không thấy dấu hiệu là có nhiều Bitcoin này đẩy lên trên sàn khi mình giá cả tăng trưởng Ethereum cũng vậy các bạn thấy được là cái thời điểm là ngày hôm qua và ngày trước đó thì chúng ta cũng có thêm Ether trên sàn nhưng mà hai ngày trước đó nữa thì chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này là chỉ xuống như là có nhiều Ether rời khỏi sàn hơn là ở trên sàn Thì chúng ta thấy được là cũng tương tự như là Bitcoin Chúng ta à, nhìn vào Ethereum thì à, tuy là chúng ta thấy được là giá cả trong vòng 24 giờ qua có cái sự à, tăng trưởng Nhưng mà chúng ta không thấy dấu hiệu là có nhiều Ether được đẩy lên trên sàn Cả Bitcoin và cả Ethereum bây giờ đó rất là im lặng không thấy có nhiều đồng đẩy lên trên sàn hay là rút ra chúng ta thấy được là cũng tương tự như là những ngày trước đó chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới sàn Coinbase Pro đi lâu chúng ta không nhìn thì để thường zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn thì khi mà thường zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là gần đây nhất cái lần cuối cùng mà chúng ta thấy cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro là ngày 16 tây tháng 7 có nghĩa là cách đây khoảng chừng 6 ngày và cái số lượng này đó thì thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn là cái số lượng này đó, cái số lượng rời khỏi ngày 16 tháng 7 đó là gần như tương đương với cái số lượng Bitcoin rời khỏi ngày 1 tới tháng 1 năm 2021. Nhưng mà đây là cái lần cuối cùng chúng ta thấy 6 ngày qua thì cũng không thấy dấu hiệu là có uh, nhiều Bitcoin được rút ra khỏi sàn. Nói tới Ether đó thì hôm nay đó các bạn thấy được là Jack Dorsey, Jack Dorsey là CEO của Twitter và Square đó thì để hashtag Ether và cái lá cờ của Ethiopia thì làm cho nhiều người bây giờ rất là bối rối tại vì Jack Dorsey là một người chỉ ủng hộ Bitcoin mà thôi nhiều người gọi là Bitcoin Maximalist có nghĩa là một người mà chỉ có là chủ nghĩa Bitcoin thôi không có thích Ethereum, không có thích bất cứ một cái altcoin nào khác nghĩ là Bitcoin là cái đồng duy nhất cần thiết trên thế giới này thì Jack Dorsey nằm ở trong cái số lượng người nghĩ như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì Jack Dorsey lại đây có chữ là hashtag Ether Và cái hình lá cờ của nước Ethiopia Và điều này đó cũng đã khiến cho cái Twitter chính thức của Olympic Cái đại hội Thế vận hội Olympic đó cũng đã comment à, Nói là rất là tốt khi mà thấy Jack à, cũng ủng hộ Ethereum Nhưng mà thật ra nhiều người nói là Có thể Jack đô chỉ đang đùa giỡn với mọi người mà thôi Đang troll mà thôi Jack Dorsey đương nhiên là không có để thêm bất cứ thông tin nào trên đây Thì cái bạn thấy được là cái thuyết này được rất nhiều người quan tâm đến thì khi mà chúng ta nhìn vào cái thông tin ở trên coin market cap thì có một bài viết chia sẻ đó là chúng ta biết là thế giới hội olympic đã sắp sửa bắt đầu thường nhớ là như bắt đầu ngày mai đó thì bây giờ có những cái phong trào như là người ta để hashtag gọi ba chữ đầu tiên của quốc gia đó sau đó là để cái lá cờ kế bên thì các bạn thì được là đột ngột thì jack Dorsey lại để cái hashtag Ethereum và để cái lá cờ của Ethiopia thì nhiều người nghĩ là đương nhiên là Ethiopia thì là ETH có nghĩa là nhiều người nghĩ là chắc chỉ đang đùa giỡn với mọi người mà thôi nhưng mà đây là một điều mà có thể các bạn nhìn thấy rất nhiều trên Twitter nên mình thường muốn chia sẻ tóm lại là không có gì hết thượng trưởng chưa thấy bất cứ một thông tin gì liên quan tới chắc Dorsey là một người sẽ ủng hộ Ethereum bây giờ chắc Dorsey vẫn chỉ ủng hộ Bitcoin mà thôi đây chỉ có thể là một trò đùa giỡn ở trên Twitter thôi chúng ta cũng chưa cần phải quan tâm nhiều về thông tin này Um, một số những thông tin khác nữa chúng ta thấy được là sau khi mà nhìn cái đại hội World ngày hôm qua đó, nghe Elon Musk, nghe Katy Wood, nghe Jack Dorsey nói thì có một rapper chính là Buster Rams, có thể là nhiều bạn không biết Buster Rams, đây là uh, một trong những người mà thường thường hay nghe trước đây đó. Các bạn không biết là thường nghe nhạc rap từ năm 1900 98 Thì cũng đã rất lâu rồi, có thể nói là năm 98 cho đến năm khoảng chừng là 2005-2006 là Bursaram rất là nổi tiếng với lại Mariah Carey Một số người khác mà thường hay nghe thời điểm đó như là Eminem Vân vân, thì Bursaram là một trong những người mà những bạn nào mà yêu thích nhạc rap sẽ biết đến Thì Bursaram nói là sau khi nghe cái hội nghị b Thì Bursaram đã tin tưởng vào Bitcoin và kế tiếp sẽ là premium À, và bây giờ đã là một hodler thì uh, đây là thông tin mà được nhiều người chia sẻ và nhiều người nói đến nên thường cũng muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến thông tin uh, của Buster Rams và mua Bitcoin như thế nào chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về công ty Blockfi đi thì gần đây đó uh, thùng hình như không có chia sẻ trên video nhưng mà có chia sẻ uh, ở trên những mạng xã hội đó chính là công ty Blockfi công ty mà uh, thùng cũng thường xuyên sử dụng các bạn có thể gửi tiền có thể mượn tiền để mà lấy lại hàng tháng các bạn có thể gửi những tiền kỹ thuật số uh, thì công ty BlockFi này đó, gần đây đó thì uh, bị uh, kiện bởi tiểu bang New Jersey, bây giờ lại bị kiện bởi tiểu bang Alabama. thì tại sao bị kiện? thì uh, tiểu bang New Jersey, và cả tiểu bang Alabama nói là BlockFi đó cái chương mục mà gửi tiền mà nhận lãi hàng tháng đó, chương một đó là một cái loại chứng khoán, cho nên công ty BlockFi đã không có bằng chứng khoán để hoạt động trong hai tiểu bang này Alabama và New Jersey thì cái này được là ít ra thì hai tiểu bang này là hai cái tiểu bang mà không phải lớn nhất ở Hoa Kỳ đây chỉ là hai tiểu bang nhỏ mà thôi đối với thuận và điều mà thú vị đây đó các bạn thấy được là bây giờ để gửi tên ngân hàng thì đâu có lời gì đâu cho nên bây giờ đó thì những tiểu bang này nói là công ty BlockFi không được cho người ta gửi tiền được số và nhận lãi hàng tháng nhưng mà ngược lại gửi ngân hàng thì cũng không có tiền gì và điều mà thú vị đây đó thường nghĩ là điều này cũng là một sự thúc đẩy đến từ ngân hàng Tại vì họ sợ bây giờ các bạn thấy được là gửi BlockFi và gửi nhiều nơi khác Như là Celsius, Nexo vân vân Có rất nhiều những cái công ty tương tự Nhưng mà tại sao chúng ta chỉ nghe nói tới BlockFi, BlockFi, BlockFi Bị nơi này, nói này, nói kia, nói kia Tại vì BlockFi là công ty có thể nói là lớn nhất hiện bây giờ Trong cái lĩnh vực này Cho nên khiến cho nhiều người quan tâm đến Giống như các bạn thấy là lúc nào cũng nghe nói tới thông tin liên quan tới Coinbase Hay là nghe nói tới thông tin liên quan tới Binance Tại vì đó là những cái trang lớn. BlockFi là một công ty lớn cho nên thường là lên trên những trang đầu quý nhà báo. Thì uh, các bạn thấy được là đây cũng là một cái sự uh, có thể là thúc đẩy bởi những ngân hàng trong tiểu bang đó tại vì bây giờ các bạn có thể gửi uh, những cái đồng ổn định các bạn có thể dùng tiền trong ngân hàng để mua đồng ổn định ở trên BlockFi và có thể nhận lãi khoảng chừng là 7% một năm. 7% một năm có thể nhiều bạn ở Việt Nam hay là ở những nơi khác nghĩ là không có nhiều nhưng mà ở Hoa Kỳ 7% một năm mà các bạn không cần uh, phải uh, chịu nguy hiểm quá cao là một điều là rất là tốt tại vì các bạn thấy được là cái bạn đầu tư vào chứng khoán đó lại 8% một năm coi như là trung bình thì các bạn gửi BlockFi mà lại 7-8% một năm mà không có phải lo tới những cái chuyện như là lên xuống giá đương nhiên sẽ có những cái rủi ro riêng của BlockFi nhưng mà về cái phương diện lợi nhuận thì nhiều người coi là rất là tốt cho nên có thể khiến cho nhiều người rút tiền ngân hàng để mà gửi vào blockfi đây cũng có thể lý do tại sao mà đột ngột new jersey và tiểu bang alabama lại có vấn đề về blockfi nhưng mà blockfi đó đã chia sẻ là đối với blockfi hoàn toàn tin tưởng là cái sản phẩm blockfi không phải là chứng khoán và họ sẵn sàng để mà dùng luật pháp để mà giải quyết cái vấn đề này có nghĩa là các bạn thấy được là nếu như mà gặp vấn đề lớn thì sẽ ra tòa và bây giờ công ty blockfi vẫn tiếp tục hoạt động đây chỉ là thông tin đến từ tiểu bang Alabama và tiểu bang New Jersey về thôi Không có liên quan đến những tiểu bang khác Các bạn sống ở Cali, các bạn sống ở những tiểu bang khác hoàn toàn không vấn đề Và thậm chí BlockFi nói là bây giờ những khách hàng ở Alabama và ở New Jersey vẫn có thể tiếp tục sử dụng Họ sẽ không ngưng, nhưng mà họ sẽ không cho người mới đăng ký trong hai tiểu bang này Cho đến khi mà vấn đề được, được giải quyết Và hôm nay chúng ta lại có thông tin là mặc dù là công ty BlockFi gặp nhiều cái trắc trở pháp lý gần đây Nhưng mà công ty BlockFi họ đã chuẩn bị để mà lên sàn chứng khoán và theo thông tin đó thì họ sẽ chuẩn bị lên sàn chứng khoán trong vòng 12 cho đến 18 tháng và gần đây nhất họ đã nhận được thêm là 500 triệu đô la đây là cái vốn để mà chăm vào cho công ty BlockFi công ty BlockFi này là công ty đã có mặt từ năm 2017 có thể nói là họ đã trải qua ít nhất là một mùa đông crypto nhưng mà dẫn đứng dẫn và bây giờ công ty này đó mọi người nghĩ là đáng giá khoảng chừng là 4,5 tỷ đô la đây là thông tin liên quan tới block thường vẫn tiếp tục lưu trữ mà thôi thường sống ở kali trên cũng không quan tâm nhiều đến những cái thông tin này hiện bây giờ một thông tin khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là thông tin liên quan đến công ty circle công ty circle là công ty đứng sau lưng của nội ổn định usdc đó đây là một ổn định mà rất lớn mà nhiều người tin tưởng đương nhiên không lớn bằng tether nhưng mà lớn thứ nhì hiện bây giờ khi mà các bạn nhìn vào cái top 10 thì các bạn thấy được là tether là nội ổn định lớn nhất đứng hàng thứ ba sau đó là USD coin đến hàng thứ bảy thì bây giờ ai cũng đang muốn biết là đồng USDC này đó đứng sau lưng là những cái tài sản gì hỗ trợ giá trị là một đô la thì một công ty kiểm toán lớn đó chính là Rand Thornton thì Rand Thornton đã đưa ra một cái bài kiểm toán cho USDC nói là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì để thường giải thích các bạn hiểu cái phần lớn nhất mà cái phần mà nhiều người cho là an toàn nhất đó là cái phần mà nằm trong ngân sách của công ty Circle là tiền mặt và những cái loại tài sản tương đương như tiền mặt như là cái số lượng tiền gửi ngân hàng để mà lấy lại đó là 61%. Có nghĩa là 61% của giá trị của USDC đã được đảm bảo bởi tiền. Còn cái đó nữa là gì? Thì cái đó nữa là các bạn thấy là 13% được đảm bảo bởi Yankee CDs. Yankee CD này đó là những cái uh, tài khoản gửi lấy lời theo định kỳ đó nhưng mà những cái à, tài khoản này đó là được à, cung cấp bởi những ngân hàng mà không phải ở Hoa Kỳ kế tiếp đó 12% là đầu tư vào trái phiếu của Hoa Kỳ nhiều người coi đây là một trong những cái đầu tư rất là an toàn tại vì nhiều Hoa Kỳ đâu có vỡ nợ đâu thì chúng ta được là kế tiếp nữa 9% là đầu tư vào commercial paper đây là những cái à, loại cho vay ngắn hạn thường là dưới 270 ngày và cuối cùng là corporate bonds có nghĩa là những cái trái phiếu công ty cái phần này thì nó nguy hiểm hơn thì có thể nói được là nhìn vào cái số phần trăm này đó thì các bạn thấy được là cái phần mà gọi là an toàn khi mà các bạn lưu trữ USDC đó là 61% cộng với lại 12% 61% này là tiền mặt và những loại tương đương như tiền mặt cộng với lại 12% là trái phiếu Hoa Kỳ là 73% cộng với lại cái cho vay ngắn hạn dưới 270 ngày là 9% thì là khoảng chừng là 61, 73, chính là 82% thì như người bây giờ đã xem thông tin này nghĩ là đồng USDC thì ít ra cái phần an toàn là 82% nghĩa là 82 cent trên một đô la là coi như an toàn còn phần còn lại đó là Yankee CDs và Group of Bonds thì cái phần này có thể là không an toàn hơn là 18% vì cái lo sợ là bị vỡ nợ từ những người mà họ cho mượn nhưng mà ít ra thì 82% là được đảm bảo so với lại đồng Tether thì như thế nào so với đồng Tether thì nhiều người cho là cái phần mà đảm bảo đó là chỉ có 75,85% mà thôi. Có nghĩa là đồng tether nhiều người cho là cái phần an toàn là 75 cent, 75,8 cent trên một đô la thì USDC là an toàn hơn. Nhưng mà thường, thông tin này thì cũng thấy là không có an toàn hơn nhiều lắm. Nhưng mà cũng an toàn hơn. Thì đây những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital, các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Hay là muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể tìm hiểu bằng cách đã bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance. Hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Margin, Bybit nổi tiếng hay là sàn EMT và các bạn có thể bấm vào cái nút mà màu vàng trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn là người ở Hoa Kỳ thì cứ tham gia vào sàn Binance US đây là một sự lựa chọn cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mình thích giao dịch altcoin và những cái dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì một lần nữa thường cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn